Mến chào quý vị khán giả đã đến với kênh Tuệ Tâm Giác Ngộ. Kính chúc các cô chú, các anh chị và các bạn sẽ luôn dồi dào sức khỏe, bình an và may mắn. Ngay sau đây sẽ là những thông tin mới nhất về sức khỏe mà chúng tôi vừa cập nhật trong 24 giờ qua. Mời quý vị cùng theo dõi. Danh y 104 tuổi, tiết nộ làm bí quyết trường thọ cực đơn giản. Chỉ cần chú ý đến tắm rửa và gội đầu. Mến chào cô bác đang theo dõi video trên kênh Tuệ Tâm Giác Ngộ. Kính thưa cô bác, anh chị thân mến, ở Trung Quốc có một vị quốc y đại sư có tên là Đặng Thiết Đào, sinh năm 1916. Đây là một bậc thầy y học cổ truyền quốc gia đầu tiên. Ông được trao tặng giải thưởng thành tựu trọn đời bởi Hiệp hội Y học cổ truyền Trung Quốc. Trong hơn 80 năm giảng dạy và nghiên cứu về y tế, vị danh y này đã có những đóng góp quan trọng cho sự nghiệp y học phát triển của Trung Quốc. Vào năm 2019, quốc y đại sư họ Đặng đã qua đời, hưởng thọ 104 tuổi. Khi còn sống, dù tuổi đã cao, nhưng mà ông vẫn có khả năng nghe rõ ràng, tư duy sáng suốt, ngôn ngữ từ lưu loát, bước đi vững chắc. Để có một sức khỏe dẻo dai và sống thọ như vậy, thì Đặng Thiết Đào luôn tuân thủ nguyên tắc phòng bệnh hơn là chữa bệnh. Mỗi ngày đều kiên trì thực hiện những thói quen mà kênh của chúng tôi sắp tiết lộ sau đây. 1. Làm việc và nghỉ ngơi có quy luật. Cô bác biết không, quốc y đại sư Đặng Thiết Đào là người thường dậy vào lúc 7 giờ sáng, uống ly nước nóng trong khi dạ dày đang rỗng và chải tóc, tự xoa bóp massage đầu mình. Sau đó thì ông thực hiện một vài động tác khởi động như là đánh gối, tập bát đoạn cẩm, là một bài tập dưỡng sinh lâu đời của Trung Quốc, trên ban công rồi trở về phòng để đo huyết áp. Trong lúc sáng, ông sẽ sinh hoạt tuần tự như sau: 8:30 thì ăn sáng, đọc sách báo sau bữa ăn. Sau đó là uống trà nóng vào lúc 11 giờ, ăn trưa lúc 12 giờ và bắt đầu nghỉ trưa vào khoảng 1:30. Sau khoảng thời gian chiều thì ông thường dậy vào lúc 3:30. 4:30 thì đi bộ, đứng khoảng 20 phút, tự xoa bóp bấm huyệt khoảng 20 phút. Vào buổi tối thì ông ăn cơm lúc 6 giờ tối, sau đó tắm nước nóng lạnh luân phiên vào lúc 9 giờ. Trở về phòng, đo huyết áp, ghi lại huyết áp của mình, sau đó ngâm chân bằng nước nóng trước khi đi ngủ vào mùa đông. Có thể thấy, vị đại sư này luôn có một lịch sinh hoạt rất kỷ luật để đảm bảo hoạt động cơ thể diễn ra trơn tru, khỏe mạnh, giờ nào việc nấy. Thứ hai, chế độ ăn uống lành mạnh. Có nhiều người hỏi rằng danh y Đặng Thiết Đào ăn gì để mà sống lâu? Thì ông trả lời rằng mình ăn tất cả các loại thực phẩm một cách cân bằng, không có kiêng khem cái gì. Ăn quá nhiều hay là quá ít, mọi loại đều không có lợi. Chế độ ăn uống của đại sư về cơ bản là ăn 3 bữa một ngày, có định lượng cố định, tuân thủ mỗi bữa chỉ ăn no 70% và ăn nhạt hết sức có thể. Thực phẩm mà ông ăn chủ yếu là gạo, kết hợp với rau, trái cây, cùng với một chút khoai tây, yến mạch, đậu, kiều mạch. Danh y ưu tiên ăn cá, tiếp theo là ăn thịt gà, tôm, sau đó đến trứng. Nói chung, càng cân bằng dinh dưỡng thì càng tốt. Ngoài ra, vị danh y này còn chú ý thay đổi về chế độ ăn theo mùa để có thực phẩm tươi ngon nhất. Vào mùa hè, thời tiết nóng thì ưu tiên các món giải nhiệt như là mướp đắng, cháo, canh nhạt hay là cam quýt. 3. Giữ tâm trí ổn định. Thưa cô bác thân mến, theo quốc y đại sư Đặng Thiết Đào, ông rất coi trọng sức khỏe tinh thần, cho nên thường xuyên duy trì thói quen thiền suốt bao nhiêu năm lúc còn sống. Vào lúc ngồi thiền, thân thể chúng ta bao giờ cũng được thả lỏng, mắt thì nhắm tự nhiên, đầu óc thì không suy nghĩ gì, hai tay đặt trước bụng, chỉ tập hít thở theo nhịp ổn định 30 phút một ngày để cải thiện chức năng phổi và hệ hô hấp. Ngồi thiền thì không chỉ tốt cho tim, não, toàn bộ cơ thể mà còn có thể giúp các huyết mạch lưu thông thuận lợi, tạo sức bền cho cơ thể người. Rèn luyện thành thói quen sẽ giúp cơ thể của bác an yên, tráng kiện hơn mỗi ngày. 4. Tắm nước nóng và lạnh luân phiên. Cô bác biết không, giáo thư Đặng thường kiên trì tắm luân phiên nước nóng và lạnh 10 phút trong mấy chục năm. Cụ thể là vào mùa hè, ông thường tắm nước lạnh trước, sau đó thì tắm nước nóng. Vào mùa đông thì ngược lại, tắm nước ấm trước, sau đó thì tắm nước lạnh. Nhờ duy trì thói quen này, cho nên dù tuổi đã cao, da của ông vẫn có độ đàn hồi. Rất ít dấu hiệu tuổi già, giúp lưu thông mạch máu toàn thân. Tuy nhiên thì cô bác muốn áp dụng như ông cũng cần phải lưu ý. Người cao tuổi, bệnh nhân mà bị huyết áp, khi mới bắt đầu tắm thì phải chú ý đến nhiệt độ nước, không được chênh lệch quá lớn so với thân nhiệt của mình. Phải đợi đến khi cơ thể thích nghi mới có thể tăng hay giảm nhiệt độ. 5. Chải tóc thường xuyên. Thưa cô bác, quốc y đại sư của chúng ta luôn sử dụng lược sừng trâu để chải đầu vào mỗi ngày sau khi thức dậy. Việc làm này giúp khơi thông các dây thần kinh trong đầu, thúc đẩy lưu thông tuần hoàn máu, đồng thời rèn luyện sức mạnh cánh tay, phòng ngừa chứng tê vai. Ngoài ra thì chải tóc còn giúp giảm triệu chứng các bệnh về thần kinh yếu, đau đầu do mất ngủ, căng thẳng, cao huyết áp. Từ đó ngăn ngừa được tình trạng rụng tóc và giảm tóc bạc. 4. Thói quen ai cũng tưởng là bình thường nhưng lại có thể kéo dài thêm nhiều năm tuổi thọ. Hẳn là bất kỳ ai trong chúng ta đều mong muốn mình thọ lâu. Tuy nhiên không phải ai cũng có thể đạt được như ý muốn. Thời gian cứ trôi, từ da, vóc dáng đến cơ quan nội tạng đều sẽ xuống cấp theo thời gian. Nó sinh bệnh rồi dẫn tới tử vong. Thậm chí có cùng cấu tạo cơ thể như nhau, nhưng mà không ít người phải đối diện với quá trình lão hóa nhanh hơn và ra đi sớm hơn so với những người khác. Vì sao lại thế? Câu trả lời chỉ có thể xuất phát từ những thói quen sinh hoạt khác biệt của họ. Dù tuổi thọ của mỗi người phụ thuộc vào nhiều yếu tố, thế nhưng theo nghiên cứu đã chứng minh rằng những ai mà thường xuyên thực hiện những việc sau đây thì sẽ sống thọ hơn cô bác nhé. 1. Ăn ít hơn sẽ sống thọ hơn. Theo một nghiên cứu do Trung tâm Lão hóa thuộc Đại học Colombia thực hiện, việc cắt giảm khối lượng calo tiêu thụ mỗi ngày giúp chúng ta sống thọ hơn. Để có được kết quả này, các nhà khoa học đã phân tích DNA từ các mẫu máu để đo tốc độ lão hóa. Theo đó, 220 tình nguyện viên sẽ được chia thành hai nhóm, tiếp tục ăn, một nhóm tiếp tục ăn với chế độ thông thường và nhóm thứ hai là giảm 25% lượng calo tiêu thụ, tức là khoảng từ 300 calo mỗi một ngày. Sau 2 năm thí nghiệm và lấy mẫu máu 3 lần, họ nhận ra rằng việc hạn chế calo giúp các tế bào hỏng hóc già đi chậm hơn. Có nhiều nghiên cứu quan sát trước đó đã ủng hộ ý tưởng giảm lượng calo mỗi ngày giúp gia tăng tuổi thọ. Theo người dân Okinawa, nơi có tuổi thọ cao nhất thế giới, cũng áp dụng kết quả của nghiên cứu này trong bữa ăn để có sức khỏe tốt. Thứ hai, ngủ đủ. Nhiều người cho rằng ngủ nhiều là không tốt bởi vì cơ thể mình không được vận động. Tuy nhiên thực tế cho thấy một người nếu ngủ đủ giấc, thời gian chìm vào giấc ngủ nhanh sẽ giúp ích rất nhiều cho sức khỏe của người đó. Những người mà đi ngủ trung bình từ 9 giờ 10 phút mỗi đêm, thường là từ 21 giờ 45 đến khoảng 6 giờ 55 thì sẽ có diện mạo tươi trẻ nhất vào ngày hôm sau. Những người mà dễ đi vào giấc ngủ sẽ thường có chất lượng giấc ngủ tốt. Khi mà tuổi tác tăng, thời gian ngủ sẽ giảm xuống, chất lượng giấc ngủ của nhiều người trung niên theo đó mà giảm theo. Vì vậy sau tuổi 50, cô bác thấy mình đi vào giấc ngủ ngay khi lên giường thì xin chúc mừng. Đây là một biểu hiện của sự trường thọ. 3. Không đặt báo thức khi ngủ. Đối với nhiều người, báo thức là một thứ không thể thiếu. Tuy nhiên theo bác sĩ Tăng Hiến Tường, khoa rối loạn giấc ngủ và tâm thần Bệnh viện Nhân dân thứ 2 của Trung Quốc, thói quen đặt chuông báo thức quá lớn sẽ gây xáo trộn nhịp tim, nhịp ngủ bình thường, khiến cho giấc ngủ gián đoạn về đột ngột. Về lâu về dài sẽ có khả năng gây mộng du khi ngủ. Thậm chí có người còn dẫn đến suy giảm về nhận thức, tái phát các bệnh huyết áp, tăng nguy cơ tử vong. Theo các nhà nghiên cứu Nhật Bản cho rằng, hầu hết mọi người, đặc biệt là những người huyết áp cao, sẽ có nguy cơ nhồi máu cơ tim do tiếng ồn lớn đột ngột vang lên như là chuông báo thức. Tiếng ồn kiểu thế không tốt cho hệ thần kinh. Do đó, việc tự xây dựng cho mình thói quen dậy sớm mà không cần phải chuông báo thức sẽ có lợi cho sức khỏe và tuổi thọ. 4. Nhón gót chân. Nhón gót chân là một bài tập có tác dụng điều trị bệnh và được sử dụng từ thời cổ đại. Theo giáo sư Trần Thục Trưởng từng nói, bàn chân thì xa tim nhất, lượng máu từ tim cung cấp đến bàn chân rất ít. Lớp mỡ dưới bề mặt bàn chân khá là mỏng, do vậy khả năng giữ nhiệt tương đối kém. Vậy cho nên chúng ta càng cần nuôi dưỡng đôi chân, nếu không sẽ sinh bệnh. Nhón gót chân là một trong những động tác phổ biến của các bài tập bát đoạn cẩm, chính là cách đơn giản để các bác nuôi dưỡng bàn chân. Động tác này sẽ giúp chắc khỏe xương cốt, điều hòa nội tạng hay là kinh mạch. Theo lý luận của y học cổ truyền Trung Quốc, từ ngón chân đến gót chân, đến cẳng chân và đùi trong đều là kinh mạch lá lách, gan và thận, được coi là ba kinh mạch âm của bàn chân. Nếu mà nhón gót thường xuyên sẽ kích thích được ba kinh mạch này, làm khí huyết lưu thông, từ đó làm ấm cơ quan nội tạng. Nhón gót hay là kiễng chân thúc đẩy cơ bắp chân của bác khỏe mạnh, từ đó cải thiện tình trạng lưu thông máu, cho phép máu cung cấp đủ oxy cho cơ tim. Tuy nhiên, khi nhón gót chân thì nên thực hiện từng bước một, không nên dùng lực mạnh, nếu không dễ dẫn đến đau gót chân. Nếu nó đau, cô bác cũng đừng lo lắng quá, nghỉ ngơi vài ngày, ngâm chân bằng nước ấm để xoa dịu tình trạng này nhá.